Theo tờ Daily Mail, câu lạc bộ Man United đang ở tình thế báo động, nên ông Erik ten Hag đứng trước khả năng trở thành nhà cầm quân đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh mùa này bị sa thải. Ông Erik ten Hag đã được ban lãnh đạo đội bóng duyệt chi hơn 400 triệu bảng mua cầu thủ mới, nhưng câu lạc bộ Man United sau một thời gian loay hoay vẫn trở lại vạch xuất phát như cũ, tờ Daily Mail đánh giá. Một năm trước, huấn luyện viên Erik ten Hag ra mắt câu lạc bộ Man United với trận thua Brighton 1-2 trên sân Old Trafford. Cảm giác đau đớn và hoang mang đó vẫn tiếp tục bao trùm tại đây vào ngày 16 tháng 9, khi họ tiếp tục để thua chính đối thủ này với tỷ số còn đậm hơn 1-3 ở mùa giải năm 2023 đến năm 2024. Một năm qua, ông Erik ten Hag đẩy Cristiano Ronaldo khỏi đội bóng, loại thủ môn David De Gea, được trao mọi quyền xử lý nội bộ để lập lại trật tự, như việc kỷ luật dứt khoát cầu thủ Jadon Sancho. Chiến lược gia người Hà Lan cũng chi tiêu mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng với hơn 400 triệu bảng mua cầu thủ mới. Câu lạc bộ Brighton thì bán đi mọi cầu thủ xuất sắc nhất, đội hình ra sân của họ được định giá chỉ khoảng 17 triệu bảng. Rõ ràng, cổ động viên Man United có lý do lo ngại khi đội bóng tưởng đã có sự thay đổi thì lại đang đi thụt lùi. Những tiếng la ó khi ông Erik ten Hag thay tiền đạo Haaland bằng Martial đã nói lên tất cả, mọi thứ không có gì mới, tờ Daily Mail chia sẻ. Tất cả các đội bóng đã chi rất nhiều tiền. Brighton cũng đã tiêu tiền. Khi một cầu thủ nào đó đến Man United, giá sẽ tăng cao. Điều đó cũng đúng, ông Erik ten Hag phản ứng trước các chỉ trích. Tuy nhiên, báo chí Anh chỉ ra Brighton chỉ chi 17 triệu bảng cho đội hình thi đấu với Man United. Điều này cho thấy đâu là sự hợp lý hơn qua cách xây dựng một đội bóng. Brighton hiện xếp thứ 5 ở giải Ngoại hạng Anh, trong khi Man United xếp tận vị trí thứ 13. Man United đã nhận đến 3 trận thua chỉ trong 5 trận kể từ đầu mùa. 2 trận còn lại thắng hết sức chật vật và đầy may mắn trước Wolverhampton 1-0 và Nottingham Forest 3-2. Đây là khởi đầu tệ nhất của Man United kể từ năm 1989. Cộng với lối chơi phập phù, nội bộ bất ổn và lực lượng dù đã chi tiêu rất nhiều để tăng cường lực lượng nhưng vẫn bị mất cân đối. Ông Erik ten Hag đứng trước áp lực rất lớn khi câu lạc bộ Man United đang thực sự khủng hoảng, theo tờ Daily Mail. Ông Erik ten Hag vẫn giữ sự tự tin. Tôi không thấy sự khủng hoảng nào cả. Chúng tôi có thất vọng vì thua trận, nhưng sẽ cải thiện và giải quyết những vấn đề xảy ra. Tại Man United luôn có sự đòi hỏi phải thắng mọi trận đấu. Do đó, áp lực là rất lớn và chúng tôi phải vượt qua. Giữa tuần này, Man United trở lại đấu trường Champions League với trận ra quân ở vòng bảng gặp Bayern Munich trên sân khách lúc 2 giờ ngày 21 tháng 9. Sau đó là trận gặp Burnley ngày 24 tháng 9 tại Ngoại hạng Anh và gặp Crystal Palace tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh 27 tháng 9. Nếu kết quả các trận này vẫn sa sút, đặc biệt trận gặp Bayern Munich nếu Man United để thua quá đậm hoặc vẫn thi đấu tệ hại, thì huấn luyện viên Erik ten Hag hoàn toàn có thể bị sa thải sớm, tờ Daily Mail dự đoán.